Tiếng sấm là câu chuyện kinh dị của ngày hôm nay. Cùng bếp nhà Quỳnh làm chân trong Milo và thạch Milo để làm món Milo dành cho ngày hè này nha. Cảm ơn bạn Quốc Hào đã gửi câu chuyện đến bếp nhà Quỳnh. Hào rất sợ mỗi khi trời mưa có sấm chớp và đặc biệt là khi ở một mình. Năm lớp 9 thì trường của Hào có tổ chức cắm trại nhưng mà ở trong trường luôn và chỉ có học sinh cuối cấp mới được tham gia. Sau khi mà đốt lửa trại chơi vui là đến 1 giờ sáng thì các bạn bắt đầu lên lớp và đi ngủ. Lần đầu tiên ngủ lại ở trường vào ban đêm cho nên ai cũng rất là háo hức. Nằm được một lúc thì Hào muốn đi vệ sinh nên đã dậy và đi một mình. Sân trường khi này vắng lặng và tối om, chỉ còn có một vài nơi có cái ánh đèn le lói. Hào đi đến nhà vệ sinh ở trên hành lang, bật đèn và đi vào. Sau khi xong xuôi và rửa tay chuẩn bị đi ra thì tự nhiên đèn nhà vệ sinh tắt. Hào mở cửa thì thấy cửa mở không có được, giật quá trời luôn mà cũng không có ra, mà nhớ rõ ràng khi nãy thì không có đóng cửa. Hào mới gõ cửa và gọi lớn, có ai bên ngoài đó không? Tuy nhiên thì không có ai đáp lại lời của Hào. Đứng một lúc trong nhà vệ sinh thì bắt đầu trời mưa, sấm chớp đùng đùng và một tia sáng lé lên. Vì nhà vệ sinh có mấy cái cửa sổ nhỏ cho nên ánh sáng đã xuyên vào. Trên bức tường lóe lên hai cái bóng đen, ánh sáng từ tia sét chớp nháy cho nên là Hào thấy rất là rõ. Hào đập cửa và hét lên thật lớn, tuy nhiên tiếng mưa rất là lớn, át cả tiếng của Hào. Hào quỳ sụp xuống ôm mặt và khóc nức nở. Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra thì ra là bác bảo vệ đi tuần tra đã nghe tiếng đập cửa từ bên phía nhà vệ sinh của Hào. Bác đã dẫn Hào trở về lớp học và Hào đã nặng nặc đòi về nhà ngay trong đêm luôn, cho nên cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện cho ba mẹ của Hào đến và đưa Hào về. Tìm hiểu thì cái nhà vệ sinh đó đã được xây lại trên phần đất mộ, còn mộ của ai thì quá lâu rồi cho nên không ai biết cả.